Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Bản tin hôm nay sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại Lào Cai có nơi mưa vừa và mưa to, đêm rất to. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công điện khẩn về việc chủ động các biện pháp phòng chống và ứng phó với mưa lũ. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2018-2019. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định thay thế Nghị định 86/2014 về kinh doanh vận tải bằng ô tô. Trong đó, điểm đáng chú ý là Bộ Giao thông Vận tải đưa ra lộ trình bắt buộc lắp camera đối với các phương tiện kinh doanh vận tải nhằm kiểm soát hoạt động các phương tiện này. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công điện số 07 về việc chủ động các biện pháp phòng chống và ứng phó với mưa lũ. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại Lào Cai sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng núi tiềm ẩn xuất hiện lũ quét, trượt lở đất đá tại nhiều khu vực. Để chủ động, sẵn sàng trong công tác phòng chống, ứng phó trước mọi tình huống do thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất có thể. Công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng để có kế hoạch cụ thể và các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, tổ chức rà soát các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở, lũ quét để có ngay phương án di chuyển. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện phương án sơ tán, di chuyển ngay những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Tổ chức lực lượng tuần tra, cảnh giới và cắm biển cảnh báo ở những vị trí ngầm tràn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ lớn, lũ ống, lũ quét. Nắm bắt đầy đủ thông tin của người dân và có biện pháp quản lý chặt chẽ, không cho người dân qua những khu vực ngầm tràn khi có lũ và các vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Chuẩn bị lực lượng, phân công cụ thể nhiệm vụ kiểm soát giao thông tại các khu vực đường bị ngập, ngầm tràn để hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn. Các lực lượng chức năng sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo giao thông trong mọi tình huống, đặc biệt là tuyến quốc lộ 279, 4D và các tuyến huyện lộ, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn và phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí có nguy cơ sạt lở, sụt lún, ngầm tràn, bến đò, đường bị ngập úng để người tham gia giao thông chủ động phòng tránh. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2018-2019. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, ban, ngành ở trung ương và địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Tập trung triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9. Các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng. Đối với các địa phương, công điện của Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, nhanh chóng khắc phục các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ trong thời gian qua. Công điện cũng yêu cầu công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, phối hợp giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, tai nạn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định thay thế Nghị định 86/2014 về kinh doanh vận tải bằng ô tô. Trong đó, điểm đáng chú ý là Bộ Giao thông Vận tải đưa ra lộ trình bắt buộc lắp camera đối với các phương tiện kinh doanh vận tải nhằm kiểm soát hoạt động các phương tiện này. Việc thực hiện được nêu cụ thể theo từng giai đoạn. Theo đó, sẽ áp dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2022 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch từ 9 chỗ trở lên. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2023, đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe container, xe đầu kéo kéo rơ móc hoặc sơ mi rơ móc. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 20 tấn trở lên và trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 9 chỗ. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, quy định trên nếu thực hiện sẽ có tác động trên 340.000 phương tiện kinh doanh vận tải. Theo đó, các đơn vị này phải thực hiện thay thế, bổ sung thiết bị giám sát hành trình có thêm chức năng cung cấp dữ liệu bằng hình ảnh, ghi nhận hoạt động của lái xe. Trên đây là bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.